Hi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cái dàn cá của mình mới vừa làm lại cho anh em xem nha. Thì cái dàn cá của mình á, thì mình đem lên gác này cũng được từ 27 Tết tới giờ này. Đem lên đây để mình tiện mình thuận lợi, một là đóng cá này. Đóng cá nó dễ, đóng cá tối nó dễ để gửi cho anh em mấy con cá mà nó có thể phùng, nó phùng lên rồi, nó phùng lên rồi mình thấy cái nó khá là đẹp rồi mình mới gửi cho anh em. Còn mà ở dưới á, để dưới thì mình cũng vẫn đóng được, nhưng mà có lúc cái đơn hàng khoảng tầm 10 đơn đi, tầm 10 đơn thì cá nó khá là nhiều, đóng cá nó cũng không có mau đâu, cá nó khá là nhiều, cho nên là mình đóng thì giá sáng chỉ ở ngoài đó chỉ có giá sáng đóng được thôi, chứ giá tối thì nó hơi tối, bật đèn lên thì cá nói chung là cá nó cũng không phụng nhiều nữa. Anh em nuôi cá có biết sao mà mình để ngoài đó là cá nó cũng không phụng nhiều, tại vì cái độ sáng nó không đủ hay sao. Để trong đây thì mình có thể đóng cá nhanh gọn lẹ cho anh em được, có thể lựa cá này kia đẹp cho anh em. Thì nếu mà anh em nào có mua cá của mình á, thì cứ để lại những cái bình luận bên dưới để cho mình biết, để mình còn chỉnh sửa ra nữa. Thì cá của mình bán cho anh em đó là size, có 4 size 20k, 30k, 40k, 50k. Thì nó trải qua những cái công đoạn gì nó mới lên được mấy cái size đó thì mình sẽ cho anh em xem nha. Thì nói chung là cá này mình nuôi với số lượng nhiều thì nó khá là cực, hình như là mình không có thời gian luôn. Nội mà dở mấy cái miếng giấy rồi đóng là mấy miếng giấy không là cũng mất khá là nhiều thời gian. Và cũng là một điều nữa, mình có nhập một mớ cá thái về nè, thì hiện tại là còn mười mấy con thì cá mái thái. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mua loại đồng thái á, thì cứ kết bạn qua Zalo của mình và thông qua số điện thoại là 0777082821 nha. Thì mình nói chung là hiện tại là cũng đang buôn bán những cái mặt hàng đồng này để cho nó cải thiện cuộc sống thôi, chứ cũng không có gì đâu, mình thì cũng đang làm công nhân. Thì anh em nào mà muốn mua cá chơi về chơi, nói chung là về ngắm giá sáng thì để ngoài 2 con, anh em chỉ cần, nói chung là chơi ít thì chỉ mua 2 con thôi, mua 2 con về sáng quậy ly cà phê ra để 2 cá lên ngắm cũng thấy cũng sướng rồi. Nói chung là tùy theo sở thích của mọi người thôi, nhiều người thì thích chơi gà chứ này chơi kia, một mình thì cũng thích chơi cá, nhưng mà nhiều quá ngắm cũng mệt lắm. Nói mà mấy con cá này là nó phải bắt buộc mình phải mở ra cho nó phùng, mở qua nó phùng nó mới sung, nó mới mau kích lên màu được anh em. Thì nó trải qua rất là nhiều giai đoạn mình mới gửi cho anh em được. Thì lên keo thì mình cũng hướng dẫn cho anh em cách lên keo nó dễ luôn. Mình có, nói chung là lên keo kiểu ngày xưa thì lên keo thì không cần lá bàn lá gì hết, mình cũng đang lên keo kiểu một mẻ này, không cần lá bàn lá gì hết, coi thử đây nó có giống như lúc xưa mình chơi không. Lúc xưa mình chơi là cá nào con nào cũng phụng hết chứ, nhưng mà không biết là tại sao mà lên đây lên trên này thì nước thì sử dụng nước giếng á, thì nước giếng thì nó cũng không ảnh hưởng quá với loại cá lê hê này, nhưng mà tùy theo nước của anh em đó. Nếu mình ở đây mình đang sử dụng nước giếng như gọi gì anh em, thì anh em sử dụng nước máy thì anh em phải qua xử lý, lên YouTube nè anh em coi những cái cách mà người ta xử lý nước hay là như thế nào đó cho nó dễ. Nó dùng buôn bán thì nó cũng phải có trục chặt này trục chặt kia, chứ không bao giờ mà nó hoàn toàn hết. Cũng với một cái lưu ý nhỏ là anh em có mua cá thì nhận hàng giúp mình nha. Anh em biết sao, nếu mà anh em không nhận hàng á thì nó sẽ hoàn về cho mình. Thì một cái đơn mà cái shipper gửi đi, mình gửi đi cho shipper á, thì cái phí nó là 30k. Nếu mà hoàn về cho mình nữa thì mình sẽ mất là 45.000 cho một đơn hàng. Một đơn hàng thì chỉ có tầm 1-2 con cá, 3-4-5-6 con cá thôi. Nói chung là những cái đơn hàng đó người ta mới hoàn, còn mấy con cá mà nhiều thì người ta cũng không có hoàn hàng đâu. Tại vì mấy con cá nhiều thì thường là họ sẽ chuyển khoản cho mình trước. Hoàn hàng thì mình sẽ tốn tiền rất nhiều. Hiện tại thì mình có 4 đơn hoàn. Nghe mà giật mình luôn. 4 đơn hoàn thì cá người ta hoàn về anh em. Là mình chuyển lại nữa. Và
nhớ là mình phải chuyển lại cho họ mất thêm 11.000 tiền phí nữa, nó là ra 56.000 tiền phí. Bây giờ mình mất hiện tại là 200 mấy ngàn đó, nói chung là bán 200 mấy ngàn thì tầm 20, tầm bao nhiêu con cá ta, tầm mười mấy con cá size 20 của mình, để kiếm mười mấy con cá size 20 thì nó khá là cực chứ không phải là dễ ăn đâu. Tại vì mình hiện tại là mình đang có chỗ xúc mới cho nên là cũng xúc cũng có đó, nhưng mà về khoảng lựa cũng khoảng cho dù lựa được 30 con đi, phải không anh em, lên keo mới đầu tiên anh em lên keo thì nó chỉ phụng khoảng tầm 10 đến mười mấy con thôi, qua mấy ngày sau nó sẽ phùng lên nữa. Nói chung là nó không phải là nó không phùng nha anh em, nhận cá của mình về thì cá nó đã được đảm bảo một chút là nó sẽ, nó đã phùng ở bên mình rồi, mình lên keo và đàng hoàng một cách đàng hoàng, nó đã phùng bên mình rồi mình mới gửi cho anh em. Thì nói chung là sẽ không có nhiều trục trặc cho lắm nếu mà anh em nuôi cách theo đúng cái kiểu của nó. Chứ ví dụ như là bây giờ nước máy về anh em bỏ vào trực tiếp thì con cá đường nào, nói chung là nó có giác tẩy đường nào nó cũng phải, đường nào nó cũng phải, nói chung là ngày đầu tiên thì nó không có bị gì chứ lóc, nhưng mà ngày thứ hai, ngày thứ ba thì nó thấm vô con cá rồi, con cá nó cũng đi à. Tại loại cá đồng thì nó khá là mạnh chứ nó cũng không có yếu như mấy cái loại khác, nó cũng không có yếu đâu. Loại đồng này nó mạnh lắm anh em, nó sống với nước thúi rồi này kia được. Thì mình thì cũng mới vừa lên keo được một vàng nè, mình dọn cái gác mình sạch rồi. Hôm trước thì cái gác còn hơi bừa bộn cho nên là không quay cái video thì nó cũng không được đẹp, cho nên là mình quay lại cái này để cho nó đẹp nha anh em. Cá của mình thì hiện tại là có khoảng mấy trăm con á. Mình lên keo thì nói chung là lên keo một ngày, nó không phùng thì hai ngày, nói chung là khoảng một tuần mấy. Nếu mà con cá nó không chịu phùng nữa, mình sẽ đổ lại dưới cái đường ở dưới, mình sẽ đổ lại cái thùng mình dự trữ lại rồi mình nuôi lại cho ăn đầy đủ, để cho nó kiểu như là nó thích nghi lại một xíu á. Tại vì nó là loại hàng giả chứ nó không phải là cái loại mà mình nuôi thường chủng, cho nên là cũng khá là khó cái vấn đề đó. Cá thì 100 con chỉ phụng được khoảng tầm 60 con thôi đấy, thì cho nên là cá mình bán thì nó có, nếu mà anh em mua thì nó cũng có hơi nhỉnh hơn con cá của người khác một xíu, không biết là nó có nhỉnh hơn hay không. Tại vì nhiều cũng có chú kia ông nói là cá mình hơi mắc, nhưng mà mình thấy bán cái giá của mình thì nó cũng trung bình thôi, nó cũng không mắc lắm đâu. Tại vì bán cái giá này cũng cho những bạn nhỏ chơi được mà. Mấy bạn nhỏ thì cũng có nhiều bạn mua lắm, nhưng mà cũng có nhiều bạn thì họ không nhận. Tại vì nhỏ thì nói chung là cũng quên điện thoại này kia ở nhà, cha mẹ nghe máy nhưng mà không cho lấy cá gì đó tùm lum hết. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay cái dàn cá cho anh em xem nha. Thì cái dàn cá của mình thì hiện tại mới lên thì nó cũng phùng được mớ rồi, để mình quay cho anh em xem cho nó dễ. Rồi ok, đây và đây là cái dàn cá mà mình mới lên keo hôm qua nè anh em, thấy không anh em, phát hiện chưa, nó cũng phùng lên được một mớ rồi đó, đó xem đó, đó một mớ còn chung rồi, một mớ con cá chung rồi đó nha anh em. Thì mấy con cá chung này từ từ mình xem nó đẹp thì mình sẽ bán. Còn mấy con cá mà nó lên màu kiểu nó vẫn phùng nhưng mà nó lợt thì mình sẽ tuyển lại làm lại chứ chưa có bán được. Đấy anh em thấy không, mấy con vàng nhưng mà nó chỉ phùng được một mớ thôi, cũng vậy cũng đảm bảo được một số một xíu rồi đó. Còn cái vàng bên đây là cái vàng lia thia đồng thái này, để mình quay cho anh em xem cho nó rõ một xíu. Đồng thấy đợt này thì đuôi lên tim nhiều nha. Đây, nãy giờ nó phùng cũng nãy giờ rồi. Đấy, đồng thái thì nó có một cái sắc đẹp riêng của nó. Đồng thái thì mình bán, nói chung là so với thị trường thì nó sẽ rẻ hơn. Mấy con này mình chỉ bán 100k một con thôi, nói chung là khá là rẻ chứ cũng không mắc đâu. Còn trên đây là mấy con cá mà mình vô keo đợt trước nè,
thì mình nếu mình muốn bán mấy con cá trên đây á, mình sẽ dở ra cho nó phục, rồi mình sẽ đưa trên đây mình kích nó lên, giống như con này, giống như con này là nè, ôi trời ơi, nó vùng nãy giờ rồi. Giống như con đang trong hồ này nè, đấy, để cho nó phục cho anh em xem nha, đấy, cái form của nó nói chung là nó cũng đẹp vừa thôi chứ nó cũng không không phải là chuẩn quá. Con cá mà phơm chuẩn thì nhìn anh em nhìn thấy nó siêu đẹp, nhưng mà những người nào bắt trước thì sẽ được những con cá siêu đẹp trước nha, tại vì mình sẽ lựa những con cá đẹp mình bán trước chứ không phải là lựa mấy con cá đẹp mình sẽ bán từ từ bán sao đâu. Bởi vì trên những cái bình luận của mình thì nói chung là sẽ ít khi có người khác chê cá của mình lắm, tại vì chất lượng nè, anh mình muốn bán về lâu thì phải có chế đảm bảo chất lượng cho anh em. Cá chết thì mình cũng vẫn sẽ đổi lại cá cho anh em chứ không phải kiểu như là gửi hàng cho anh mà cá nó có vấn đề rồi thì chuyện đó là chuyện của anh, thì mình không phải là người như vậy nha anh em. Đây đó, còn bên đây đấy. Còn mấy con cá này nãy giờ nó phụng, anh biết nó phụng bao lâu chưa? Nó phụng nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó, nó phụng biết nó quảng luôn đấy. Còn mấy con cá bên đây, đây nè, thì mình đang lượt lại thôi, lên như vậy đó, mình thấy con nào đẹp thì mình sẽ bắt mình để riêng, còn con nào mà chưa đẹp thì mình sẽ cũng để riêng một bên để từ từ nó phụng lên, chứ không phải là con nào cũng phụng hết đâu, mình chỉ bán những con phụng cho anh em thôi. Đấy, giống như là hai con này là gã đi đường rồi nè, hai con này là size 40 nè, đấy anh em thấy không, cá khá là đẹp nha. Còn nguyên một vàng đây đó, mấy vàng này mới lên keo, nguyên một vàng. Còn con cá trong đây là con cá size 30 nè, con cá trong hồ này nha nè, thấy con cá trong chai nước biển chứ, là size 30. Còn nếu mà anh em nào muốn mua chai nước biển, mình bên mình hiện tại là cũng đang có bán chai nước biển, anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ tới Zalo là 0770282821, mình cũng sẽ bán cho anh em luôn, giá thì cũng rẻ thôi, không mắc đâu. Rồi ok, đấy anh em thấy không, cá rất là đẹp. Bây giờ tối đi, mình chỉ quay sơ sơ cho anh em xem vậy thôi. Thì thức ăn của nó mình cho ăn là chuồng chỉ nè, với lại trứng kiến vàng á. Sớm mình có đi quay cái clip bắt kiến vàng, nhưng mà cái clip đó quay hơi khó, tại vì cha mình chưa chọc được. Để tình sau mình sẽ quay cái clip lại cho anh em xem, để hướng dẫn anh em làm cái cây chọc kiến vàng như thế nào cho nó dễ. Hồi sớm thì nói chung là nó cao quá, mấy cái ổ kiến nó cao quá, mình bắt được cũng mớ à. Đấy anh em thấy không, cá khá là đẹp nha anh em. Đây, vậy chừng nào mà anh em nào có muốn mua thì kết bạn qua Zalo của mình, số điện thoại là 0770282821 nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau. Những clip sau thì mình sẽ làm nó ok hơn một xíu, tại vì hôm nay là con mình là làng dưới rồi. Rồi ok, bye bye anh em nha. Nếu mà muốn mua cá thì cứ, nói chung là mình có sai sót thì anh em cứ bình luận bên dưới thì mình sẽ sửa thôi, từ từ, tại ai không có ai hoàn hảo hết, ai cũng phải có sai sót này sai sót kia chứ không ai hoàn hảo được hết. Hoàn hảo được hết thì người đó siêu phẩm rồi. Rồi ok, bye bye.